Ý Ly, cậu bây giờ sao lại cảm giác này mình đã từng cảm nhận được. Cha, các anh, giờ ngày trước khi mẹ qua đời, sự kỳ lạ mà mình không thể nào hiểu con được. Con là Ivoni đây. Tại sao? Tại sao chứ? Vẫn chưa đến thành trưởng thành cơ mà, còn những năm ngày nữa cơ mà. Người nói rằng không muốn ta phải đau lòng, còn nó sẽ làm ta vui vẻ. Vậy chuyện này là sao đấy? Tại sao chứ? Tại sao? Tại cuộc là tại sao? Greenwood, Penelope, hai đứa các con về phòng trước. Cha, chuyện đó còn ngươi. Đi theo ta một lần. Từ trước tới giờ, có quá nhiều kẻ tìm đến và qua mắt chúng ta bằng ngoại hình của chúng rồi. Ngươi sẽ phải làm một bài kiểm tra để chứng minh ngươi thật sự là con gái của ta. Kiểm tra ấy à? Nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ bị kết án tử hình vì tội xúc phạm quý tộc. Dù vậy, ngươi vẫn đi theo ta chứ? Tuy vẫn chưa lấy lại được hết toàn bộ ký ức, nhưng con sẽ thử ạ. Rick à? Dạ có con. Dục tên đó vào nhà giam, ta phải thẩm vấn hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Sao người lại làm vậy với Eclipse chứ? Anh ấy là người đã giúp đỡ con. Con sẽ làm bài kiểm tra, nên người đừng làm như vậy mà. Đó không phải là việc của ngươi, bởi tên đó là hiệp sĩ tập sự, trực thuộc gia tộc chúng ta. Cậu ta chưa bao giờ được phép ra ngoài. Hãy tìm hiểu tại sao lại có thể đưa được người vào đây. Đợi một chút, Penelope. Nói chính xác thì cậu ta là kỵ sĩ hộ tống của con, nên con sẽ chịu trách nhiệm. Con có chuyện cần nói với cậu ta. Penelope, cậu